rất nhiều đèn lồng và cũng cảnh như là đúng là tiên cảnh, cảnh như ở trên Sapa ấy hả? Chả hiểu kiểu gì. Giả cây. Món này món lợn rừng à hay gì? Giả cây. Giả cây nhưng mà lợn rừng hay gì? Lợn bán. Lợn bán. À, đây, đây lợn bán nấu măng à? Lợn bán nấu chân giò, nấu măng. Cái món này là món gì Cường? Nướng. Thịt nướng, lợn bán nướng. Lợn bán nướng. Xào. Gà. Hấp đây. Gà nướng. Thịt hấp. Bán xào còn cái kia là gì, như dăm bông, dăm bông ấy, đuôi trường hả? Cái này là cái nón đuôi à? Không phải nón đuôi, giò với lại xúc xích to. Không phải xúc xích, xúc xích thì to thế, xúc xích thì của anh Kim mới to thế thôi. Rồi là tổ chức cái ngày bánh mì là các bí thư gà họp hội tháng 10 luôn, bí thư và các cháu gái, ông bí thư thôi, các cháu gái thì nó đâu phải phụ nữ đâu, bây giờ lớn xe ăn trong lớn, ngoan ngoan ngoan, quan trọng là ngoan ngoan cái gì có ngoan cái gì, xin mời anh em lên lên chào anh em ơi, vô cái đi chào chào ơi ba lô hai ba, cảm ơn các em. À, cảnh này đi. Nào. Thì hội là tổ chức chính được đấy, cô đâu cô lên về về nhà đóng cửa về nhà bắt máy đâu anh em ạ. Hôm nay là ngày 19. Mời các quý thư. Từ cái miếng này nó làm như dăm bông. Còn cái thì tôi có 3 cây 2. Hắn xoan bánh đầu tiên cây 2 tôi ăn thành 4 cây. Xong rồi tôi có 2 cây 1. Hắn xoan bánh tiếp 1 cây 1. Là tôi ăn lại tiếp cây 2. Để u tròn. Chút hạ tôi. Làm đến ngô này tiếp ngon cây 1 bích. Kiểu như mình chết đi này. Tôi